ebonus.gg là website nơi các bạn chỉ cần xem video hoặc là tải game hoặc làm một số những yêu cầu mà người ta đưa ra các bạn thể nhận được tiền đơn giản chỉ cần bấm vào earn coin hoàn thành những nhiệm vụ các bạn được đưa ra ở đây có rất nhiều nhiệm vụ mỗi ngày có một đống những nhiệm vụ ở đây và rất nhiều người làm ở đây đó hoặc các bạn có thể xem video youtube hoặc watch video các bạn có thể xem stream của người ta các bạn sẽ nhận được xu những cái này các bạn đều nhận được xu cả và sau khi được xu các bạn có thể bấm vào prize để nhận thưởng đó khi mà vào cái phần nhận thưởng này thì với một số xu nhất định các bạn có thể đổi thưởng ra à, tài khoản go tài khoản Minecraft chính hãng nhé, chính chủ nhé à, tiền Steam, tiền trong liên minh huyền thoại à, game Overwatch, GTA 5 hay rất nhiều game nữa như là Ark Survival Info hoặc là rất rất nhiều game đây nữa Sim này, rồi rất nhiều game đây nữa nên là bây giờ, ngay từ bây giờ các bạn có thể bấm vào đây ebonus.gg hoàn thành ngay nhiệm vụ và kiếm game bản quyền một cách dễ dàng Bây giờ thử luôn nha Hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Giap và chào mừng quay trở lại với Fit and Grow Fish. Vâng, thì ờ uh... Quắt cái gì đó đỏ vậy? Thì trong tập này chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với con cá khác. Đã rất lâu rồi chúng ta không chơi con uh, một loài cá mà nó ăn cỏ, nó ăn thực vật. Uh, hôm nay chúng ta sẽ thử con cá Zebra này thì theo gì mình đọc được con Zebra này À, khá là nói chung là không khỏe lắm ấy nhưng mà nó lớn khá là nhanh nên thực ra đây là đặc điểm hầu hết của những cái con cá thực vật thì chúng ta sẽ thử con cá này xem là sao ok nó là giá là 45 và chúng ta đã mua được rồi mình đã chuẩn bị sẵn rồi thì nếu các bạn vẫn thích cái series này thì đừng quên nhấn nút like phía bên dưới cũng như là xem video này muốn ủng hộ mình đừng quên là hãy comment cái ý tưởng các bạn trong tập sau ví dụ các bạn muốn chơi con gì thì cũng đừng quên comment nhá ok cắt một phẩy tám một phát cũng không khỏe như mình tưởng nhưng mà yeah, cũng tạm tạm ố trời ơi cho mình cắn con cua trước mình nghĩ là mình đã thắng được chứ Tại sao cua trâu ấy? Đau đớn vô bến khi mà Mình nhận ra sự thật rằng Trong hàng nghìn hàng vạn cái ngu thì không có cái ngu nào mà cái ngu nào Thì yeah, Buồn lắm các bạn ạ Không vui như mình tưởng Hi, Hello Mày là cùng loài với tao đấy nhưng đừng có cắn tao nha Vậy chúng ta <laughs> lại về tiếp tục ô Gì đấy? Hả? Mình nói thấy con này lần đầu con cua à? con tôm à Giờ mình thấy con này đấy Vãi trưởng <laughs> Nhìn điêu vãi Nó chết chưa? Chết đúng không? Mình thả ra nào Nhìn hay vãi Con tôm thì không có càng nè Lạ thật Ok, được rồi, mình ăn thôi Ô, oh, không ăn được miếng to đấy à? ok Nhưng nó phải cắn nhỏ ra Đừng có cá nào khác ăn Ui rồi Ô, oh. con mình chết rồi Hello, tao ăn xác mày nhé Chạm rồi ok <laughs> Yes Ok Rồi Cắn nó ra Rồi Rồi u uh, Đây vừa chín rồi Yes Tuyệt vời u uh, Mình to phết rồi các bạn ơi Các bạn thấy không Những con cá u uh, Cái mập Không <laughs> có thêm gì đấy nữa Thịt 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 u uh, la 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 u uh, rồi ôi Cái mập trên kia kìa Cái mập trên kia đấy Mình phải xem nào nữa Ui uh. <laughs> dưới Giới hạn cái mập xử nhau No, 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 no. No, thank you. In what I should have said. I should stay strong. Ôi dồi ôi, Barracuda nữa. Hậu quanh đây toàn những đứa hiểm họa. Hạt nhân nhỉ? Rồi mày, mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải chết rồi, xong. Hồi 2 level 11. Ui, từ level 9 nên lên level 11 rưỡi luôn. Ui! Sao chết?

biết rồi ui bây giờ mình có thể ăn những cái cục, cục thịt to này mà mình không cần phải cắn nát nữa thế là cái lợi thế lớn lớn của mình là vừa năng tử các bạn ơi mình không hiểu tại sao mà lại có nhiều thịt trên mặt nước bây giờ thế hay con cá bập kia nó vừa hỗn chiến với con nào chắc phải hỗn chiến với con nào phải to lắm nó mới nhiều thịt thế thực ra trong bản cập nhật mới này ấy, thì cũng có một số thay bộ đổi đó là nó sẽ to hơn tức là tức là con cá to sẽ rơi từ ra nhiều tiền hơn ui ui những cá trắng nó quẩy kìa Xoay đều, xoay đều, xoay đều Xoay đều những vòng quay Quay đều, quay đều, quay đều Fuck this shit, fuck this shit I'm Ồ, oh, mình vẫn thoát <laughs> Lên vào 62 rồi, mình mới quá mình không chết ở đấy Oh shit, mình tưởng mình ngỏm rồi, nhìn kìa, đuôi của mình đứt tử kìa Đuôi của mình đứt tử kìa Ơ, à? mình đứt đuôi rồi Ho ho ho, không sao Anh con lại rồi 41 một phát cắn cũng nhiều phết con này vẫn không chết à mày chết đi 41 phát cắn đấy không phải đùa đâu ta không có ít một tí nào rồi ok thì đây rồi rồi level sáu tám các bạn ơi Ô, con con bimốt này Ô, nó cắn đồng đội của mình kìa tao cắn mày ui vãi mình cắn một phát thế mà nó chả hư tổn thì nó thôi nó ăn thịt đồng đội của mình rồi bên tôi ta ăn thịt mày và trong bụng mà đồng bụng mày đồng đội của tao tức là tao thịt đồng đội của tao thì không sai hết bởi vì tao có thể ăn được tao phải ăn để tao lớn đôi khi ích kỷ một tí Ồ, oh, Barracuda kia mình nên động vào nó không? không nhỉ? thì sợ nó khỏe thôi Mình 400 máu mà, sợ quái nó Cắn ngang người nó luôn Nó đâu rồi? Nào, đúng lại Bác thịt mới đã Mình không có khả năng gì đặc biệt, được cái mình lớn nhanh thôi Vèo cái level 73 rồi Mà ăn có bao nhiêu đâu Barracuda đâu chết nhỉ? Mình nghĩ là nó chết rồi ấy Mình cần mang nó trên trên mặt bể, bể thôi Ô, uh, oh, mấy con cắm một con, không phải cắm một to Hên Tính quá. Rồi ok. Rồi, xem nó con cá mập to đâu nào. Ô, bắt đầu tiếp Thịt, 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 thịt. Thịt Paracura, thịt. Một phát cắn 66. Wow, nhiều phết. Lại level up. Ô oh, level 88 luôn. Mình đến level nhanh quá, mình thấy ngại các bạn ơi. con cá mập kìa. Nào, cắn 78 một phát luôn. Vừa mấy 6 6 mấy. Vừa mới cắn 6 mấy lên 78 luôn. Level 90 rồi. Mình không hiểu là cái logic ở đâu khi mà mình lớn lên nhanh như thế này Vèo cái này là 100 What? Mà bây giờ máu của mình gần lên một gần 1 nghìn mà vẫn là rất, thấp so với những gì mình có thể làm được nhá Ui, chín 98 luôn Nhìn này Ô, oh, 100 luôn này Ô oh. Mình lớn nhanh vãi Wow Mình không biết mình ăn được con cá mập kia chưa Xem chừng ăn rồi Mình không biết nữa Rồi, tiếp tục Tiếp tục Cắn nó đi Cắn của mình Ui, nó còn chết rồi các bạn ơi mình có thể giết nó không mọi thứ có có thể nào dễ dàng thế này không nó chết chưa nó chưa nó chưa chết à what ô uh! nó há mồm thế là nó, nó, chết rồi chứ rồi bây giờ, bây giờ nó mới chết hẳn phải đấy chưa chết Nó chưa chết là mình lôi nó lên trên mặt nước mình bị điên mất level ui 113 rồi máu của mình muốn lên một nghìn hai rồi đời hiu mình to vãi Hô oh, hô oh, oh, 113 rồi Mình to mình đến mức nào nữa các bạn Con bạch tuộc kìa Nuốt luôn, nuốt luôn được Wow Bây giờ mình mới là nuốt được những con cá bé hơn này Wow Wow Nhưng mà mình không nghĩ là mình có thể ăn được con cá mập trắng kia đâu Tại vì đến con cá mập bình thường kia mà nó đã giết mình Nó đã cắn được bao nhiêu máu rồi Thì mình không nghĩ là mình đi ăn được cái... Ôi Mình nút cả mấy con bí bút luôn này Wow Nuốt cá mập được không Hello cá mập Không nút à Ok Hô oh, oh, oh. Mình to vai 128 rồi What What Chưa bao giờ nó dễ dàng như này các bạn ơi Nào con nào lại đây Ta nút hết À Barokura cắn mình kìa Nào Chết hết chưa Con này nữa 137 rồi Mình chắc là mình phải lên level 200 Mình ăn được con cá mập kia Tại vì mình cũng thấy hơi xón xón một tí Mà lên level Ồ nhưng mà lên level này Mình bắt đầu kiểu giật 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 rồi Con hiểu không Nhưng con cá mập kia vẫn cảm giác to thế nhỉ dù mình lên level cao dã man rồi nhưng mà mình cảm giác kia to hơn mình Chả biết là mình cảm giác thế có đúng không Con kia hiếu chiến lắm Nó thấy là kể cả, cả to mấy nó cũng đi cắn ấy Nên là phải cẩn thận với nó, mình nên chỉ đi ăn mấy cái thứ cơ con thôi Như con cua này, đấy Hút luôn cua Mình to quá bây giờ kiểu biển không chứa chấp nổi ấy Thấy không 154 rồi, mọi thứ bây giờ giật 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 Mình được nghe cảnh báo việc này từ trước rồi, có một bạn đã nói với mình rồi Bây móc của mình là 2670 Khá là cao, ô con, con kiếm mình nên thử không nhỉ Ô No, 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 no ta, Cứ mày đừng cắn tao khi mà tao đang cắn con khác Làm ơn, làm ơn tha, tha tao, làm ơn tha tao Làm ơn tha tao, mày, mày cắn, 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 cắn con khác đi anh ơi Anh ơi Anh ơi, anh ơi Anh, ơi. anh cắn, con là mơn. Mơn cắn con khác làm ơn Làm ơn cắn con khác, làm ơn cắn con khác Hoặc là để tao cắn đuôi mày Để tao cắn đuôi mày Vẫn ngược thế cơ 205 một phát 205 một phát cắn 205 một phát cắn Được no. <laughs> <laughs> vừa lật ngược thấy cờ Mình vừa lật ngược thấy cờ. Hoàn toàn Nó đang cắn mình từ đằng sau Mình không là một thế không có, có thể chống đỡ được cái gì hết Và mình quay đầu lại Mình cắn nó Và nó thành có tép trong mắt mình Đùa không? Đùa không vậy? Wow 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 180 Bây giờ lại quay lại cái hồi kỳ trước các bạn nhớ không? Cái thời kỳ mà mình chỉ cần cắn vài phát là con cá mật sẵn sàng đi ngỏ luôn đấy nhìn, nhìn nó bé so mình kìa nó so mình kìa Hô <laughs> Mình phải đi xuống địa dưới được một chút Oh shit Wow Mình đã ước gì là nó không bị giật như này thì mình có thể chụp được cái ảnh màn hình Nhưng mà xem chừng là không thể nào Khổ lắm cơ Tôi buồn lắm Tôi buồn các ông lắm vãi <laughs> trưởng sao mình to thế có lẽ là mấy con cá ăn uh, thực vật này có vẻ như là wow cái mắt của nó rồi <laughs> có vẻ như là hơi to quá so với tưởng tượng của mình thứ hai chơi con tiger shark nào nhìn ui uh, 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 uh. nhìn đúng thịt mình rơi ra này con nào ăn được cái này to phết đấy chứ chả đùa đâu mình xem mình có ăn được cái món đấy không ăn được cái đâu đấy không muốn đây đâu nhỉ ui cái con kia đây rồi đây rồi đây đúng không đây đúng không chỗ kia đúng không đoán chỗ kia ui con cá mập khác ăn rồi kìa sợ thật đấy mình ăn được đây mình ăn được này ăn được một phần là thấy thôi chứ không được ăn được cả cái cục to như mình vừa chết mình rơi bao nhiêu cục con cá kia nó la, la, la liếm hết rồi nhanh ghê ấy. con cá này ô kia chốc kia chốc kia đúng không mình nó không nhầm được kia đúng không? đúng 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 đừng để cá khác ăn mất nhá mình phải nhanh lên mình phải nhanh lên đây ui chính là phần 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 của mình đến trước ấy no 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 mày không được ăn để tao ăn để tao ăn đúng rồi tao ăn tao ăn hết tao ăn hết tao sẽ ăn hết tao sẽ ăn hết phần của tao trước Ô. Uh. Yes, mình vẫn được nhiều hơn nó, mình vẫn được nhiều hơn. con kia nó đớp mình đấy. Level 23 rồi. Level 26 rồi. Wow. Rồi mình ăn luôn con này. Mẹ vượt đớp của tao này. Mẹ há mồm mẹ, há mồm mẹ, há mồm mẹ. Mày. mày cắn chậm lắm, mày cắn làm sao so với tao. Tao cái mức độ cắn nhanh vãi cả ra thì tao không nói. Mày cắn như thế thì làm sao ăn tao? Nào, thôi, thế. Mày chết chưa? Mày ngu chưa? Mày, mày ngu chưa? Ui Ui Barracuda kia nó ăn được nhiều phết đấy oh, <laughs> Nó ăn cắm con cắm trắng Nó ăn đồng loại của mình kìa Sợ chưa Hắn à, sợ không Nào Barracuda Tao không bắt được mẹ mày Tao bắt mày nhé yeah. Wow Nào Con cắm trắng cắn Barracuda Đúng rồi Cắn đi Đúng 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 rồi anh em ơi Xử Barracuda đi Cùng nhau Nào ta Anh em ta Cùng nhau Sông pha Wow What the heck Không sao mình cứ đi qua đây mình ăn mấy cái miếng này đã to lên được tí nào hay gì đã ok ok rồi level 36 nhìn con barracuda dễ dụ này tại vì người nó dài quá nó không quay người lại khi gặp cắm bập được nào em sẽ giúp anh anh ơi anh đừng cắn em em đang giúp anh đấy nó chết chưa ô oh, nó chết rồi á à? có lẽ nào em lại quên đi mày móc vào thuyền rồi nếu mày không mắc vào thuyền rất, rất là hợp lý Nhưng mà mày mắc vào thuyền Ui Ui con cua Nhìn này Cái xác nó này Ô Mang, mang lên Mang lên Mang lên Mang lên, mang <laughs> lên. Mình có được Có lẽ nào Mình đang tham một xác con Barracuda khổng lồ Ô Ô Ô Ô La Công cuộc la liếm con cá mập trắng Nó thành công Rực rỡ Tốt đẹp Hoan hô nào Wow Level 50 luôn rồi hôm nay mọi thứ phải hên thế nhỉ cả con này nữa con cá miệng rộng nữa như mày nhìn như cái hot bồn cầu ấy con này tao ăn thì nốt mày đây oh, 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 lại vừa năm mươi rồi what? what 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 lên, lên nhanh quá các bạn ơi à con đi ôi con đấy vừa lại gần mình cái đã bị mình đớp chết rồi mình có đi ăn thì con cua nhỉ hai cá một cắn nhau Tao giết mày <laughs> Mình có, có lẽ là mình giết được nó rồi không Mình còn dây nữa Nó chết rồi đúng không <laughs> Mình lên một năm mười đã được cám trắng rồi Wow Say quá Máu mình còn chưa lên được nghìn cơ Tức là máu đầy đủ chắc chắn là hơn một nghìn rồi thế nhưng mà máu bây giờ mình có đi ô ô lại nữa không chỉ cắn sau đấy nhá không chỉ cắn sau đấy đâu không chỉ cắn sau đâu không chỉ cắn sau đâu tao cắn nhanh hơn tao cắn nhanh hơn mày tao cắn nhanh hơn mày mày sẽ chỉ là con tép riu chết chưa mày chết chưa hả mày là con đồ tép diêu yes yes quay đều quay đều ôi rồi cua ơi là cua cua đều cua đều cua đều cua đều những vòng xe mày cua này cua này cua này lắm mai này mai cứng này đau răng này mày chết này mày phải chết mày phải chết wow wow chết rồi yes nhắm mắt xuôi tay này các bạn ơi wow. wow hôm nay không ngờ mọi thứ có vẻ là mọi thứ đều theo ý mình hay sao ấy nhìn kìa mọi mì tiền của mình hai nghìn what mình cũng có ăn cả cám trắng rồi chứ wow wow mình to hơn mình tưởng các bạn ạ mình khủng hơn mình tưởng rồi đấy nhìn này level 67 rồi giờ dạ, xem con này level 100 không? con cá kiếm mình ăn luôn thôi xong xong rồi cá kiếm xong rồi cá kiếm level 68 rồi con này mỗi tội lên ngoài việc ô con cá mập kia mày lại định cạn đớp tao à mày chưa chừa tao mình cắn phát 500 hơn 100 mà nó đớp mình mình cắn rõ nhanh chứ mình cắn nhanh vãi cả ra ấy. thôi mình quăng lên trời mới rồi rồi xong xong ok level 72 72 giờ đâu con cua con cua khổng lồ kìa xem con nào to to dưới thằng cua nhỉ ô con cua đó kia là đang ngủ hay là đang chết rồi hết đâu mày đang ngủ hay đang chết đấy nếu mày đang chết thì tao sẽ ăn bên cạnh mày nếu mày đang ngủ thì tao sẽ ăn mày hoặc tao sẽ ăn cả hai con rồi đây là đầu tiên là mày cái tội ngủ ngủ giữa giờ không chịu chú ý nghe giảng ô nó ăn thịt luôn đồng đội nó kìa giống mình vậy rồi nó ta ăn mày tức là tao vừa ăn cả mày cả đồng đội của mày sướng không <laughs> yes nào mình chết đi là ơn rồi xong rồi đấy ai, bị bốt đấy bị bốt đấy. à nhầm con này con gì con này là con gì con này là con gì baruger cái gì con cá mặt xấu nhất hành tinh ấy con này xấu vãi cả ra sử sử thịt 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 mày rất ngon rồi xong anh em ta cùng nhau sông pha ăn thịt rồi hay lắm con nào nữa level tám tử con nào có ai à có bị bốt nó có hàm rộng nhỉ? Mình nghĩ đây một thứ ý tưởng sai lầm. Mình đang nghĩ đây một ý tưởng rất sai lầm. Bởi vì máu mình có 75 thôi. Quá, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, biết nói gì được, mình thua rồi. À dù sao thì chắc là mình dừng từ đây thôi. Thực ra video này cũng khá là nhiều con mình có thể ăn được rồi, mình cũng khá là to rồi Mặc dù là không nước bá đạo, nước giật 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 kiểu con giật như là con kia nhưng mà cũng thế là cũng khá là tốt rồi Thì xin lỗi với các bạn vì mấy video ngày hôm nay mình đều làm ngắn tại vì là mình đang thi mà Nên là mình phải làm trong thời gian rất là gấp gáp, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, 11 giờ rưỡi đêm ý Mình phải làm rất gấp gáp để ngày chủ nhật có cái mới đăng các bạn Nên là các bạn đừng quên nhấn like phía dưới xe video này ủng hộ mình nhá Sắp tới sẽ có những video mình edit nhiều hơn và chăm chỉ làm hơn nhưng mà chúng ta phải đợi một thời gian để mình thi xong đã ok Đấy, các bạn hãy gặp lại bye bye